Chào mọi người đến tới cả PC Gaming. Vừa chúng ta vừa được coi một cái đoạn trailer khá là hoài niệm đúng không nào? Tuổi thơ chúng ta có lẽ ai cũng đã gắn liền với cả tựa game Contra. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một tựa game phiên bản remaster của Contra, đó là Contra 2018 do một nhóm game thủ thực hiện. Và bây giờ mình sẽ cho thử các bạn coi nhé. Adapt by Control Stream. Đây chính là các nút sử dụng trong cái tựa game này. Chúng ta sẽ có thể sử dụng keyboard hoặc là điện tử tay bấm để chơi được đúng không nào? Các cái nút rất là dễ nhớ thôi, di chuyển, thay đạn, thay súng các kiểu, ném bom các thứ, khá là cơ bản. Thế nào? What the fuck? Nhanh vậy? Còn đang học thuộc nút mà. Xây, quá dễ đúng không nào? Đây là kiểu nhảy rất là đặc trưng trong Contra đúng không nào? Kiểu nhảy xoay tròn. Và ở tựa game này nó tái hiện một cách với góc nhìn như thế này trông khá là buồn cười. Đúng không? Như là ninja rùa vậy. Chúng ta sẽ chơi qua từng màn một. Cũng khá là dễ hiểu và dễ chơi. What the hell? Chúng ta có thêm các cái cơ chế đặc biệt nữa trong tựa game này. Gần chết. Đồ nào? Đồ sẽ được thêm chức năng. Wild jumping, giết người đối thủ khi mà vô tích. Very to. Holy jump. Ôi chuột nó hơi cao. Xong rồi, chúng ta đã không còn bảo vệ được cái món đồ vừa rồi, khá là hãm. Các bạn mới nào, chúng ta sẽ được chơi từng nhiệm vụ một, thế trải qua dần. Đúng quá. Easy. Kỷ lục 36 mạng và hiện tại đang có 3.600 điểm. Kỷ lục hiện tại của tựa game này đó là một player tên gì đó mình quên rồi, mà anh ta chơi được 6 triệu điểm cơ. Không hiểu làm cách nào mà anh ta chơi được tận 6 triệu điểm. Mặc dù mình đã thử chơi game này mấy lần rồi. Con này tự nhiên đâu ra? Đây. Nhà nó kêu gọi cả dòng họ là nó ra chứ không phải là ra một mình, là mình giật mình cứ tưởng. Nói nào, nó đang vui. Xếp hàng đánh bắn được à? Easy. Lại con hàng mới rồi. Nhận đồ sẽ giúp chúng ta có thêm các chức năng mới. Chạy nhanh này các bạn. Chạy vãi trở luôn ạ. Ui bắn nặng. Nhận được cái súng gì mới bắn sướng nhỉ? Bắn này nó như cơ hội. Chết rồi. No. Có đuổi rát quá. Được rồi, kỷ lục của mình là 7.650 điểm. Mình sẽ đặt đây và submit. Mình sẽ âm đậy. Ui, 6 triệu điểm này. Vãi trưởng không? Đây là các kỷ lục, như thế nào? Và top 50 cũng là 177.000 điểm. Khó hiểu là họ chơi như thế nào nữa. Cái game này thì mình không tìm được cái gì nhỉ? Cái gì đó? Cái phần option. Tức là mình không biết chỉnh tốc độ chuột cho nó sao nó hợp lý cả. Mà thì mình chơi được luôn thôi.